Địa ngục núi lửa Hỏa Sơn, lại có loại địa ngục mà trong đó có ngọn núi luôn ngùn ngụt lửa, địa ngục đá lửa Hỏa Thạch. Trong địa ngục này toàn là đá lửa dùng để nện hoặc đè lên mình tội nhân. Địa ngục giường lửa Hỏa Sàng, trong địa ngục này có loại giường bằng lửa, địa ngục giường lửa Hỏa Lương. Lại có địa ngục mà giường cột, xà nhà đều bốc lửa. Địa ngục chim ưng lửa Hỏa Ưng, trong địa ngục này có loài chim ó có lửa, chuyên môn ăn mắt của tội nhân, ăn xong rồi thì chúng lại bay đi. Địa ngục cưa răng cứ nha, lại có địa ngục chuyên môn cưa răng tội nhân. Địa ngục lột da bác bì, lại có địa ngục chuyên lột da của tội nhân. Địa ngục uống máu ẩm huyết, lại có địa ngục chuyên uống máu tội nhân. Địa ngục đốt tay thiêu thủ, lại có địa ngục chuyên đốt tay của tội nhân. Địa ngục đốt chân thiêu cước, lại có địa ngục chuyên đốt chân của tội nhân. Địa ngục đâm ngược đảo thích, trong địa ngục này tội nhân bị treo lủng lẳng trên những móc câu treo ngược. Địa ngục nhà lửa Hỏa Ốc, trong địa ngục này tội nhân bị giam cầm trong một căn phòng lửa cháy hừng hực. Địa ngục nhà sắt thiết ốc, địa ngục chó sói lửa Hỏa Lang. Lại còn có địa ngục mà phòng ốc toàn bằng sắt, và có địa ngục thì có nhiều chó sói rực lửa. Các thứ địa ngục như thế, trong mỗi thứ lại có những địa ngục nhỏ, hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn cho đến trăm ngàn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Trong những địa ngục mà Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa kể ra lại còn có rất nhiều địa ngục nhỏ khác nữa. Địa ngục thì có thứ lớn có thứ nhỏ, trong mỗi địa ngục lớn thì có thể có một hai ba hoặc bốn sở ngục nhỏ, thậm chí có thể có đến cả trăm cả ngàn sở ngục nhỏ, và tên của mỗi ngục nhỏ này mỗi khác nhau. Kinh văn: Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đây đều là do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phủ đẻ làm điều ác mà tuệ nghiệp chiêu cảm ra như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu rường biển cả, có thể chướng ngăn thánh đạo. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu mày muốn đều phải thọ chịu chí thân như cha với con. Mỗi người đều mỗi ngả đường khác nhau, dầu có gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Này tôi nương oai lực của Đức Phật mà lược nói những sự tội báo nơi địa ngục, mong nhân già tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền đáp rằng: Tôi từ lâu đã rõ tội báo nơi tam ác đạo, tôi mong nhân giả nói ra để khiến cho tất cả chúng sanh ác hạnh trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà quay về với Phật. Lược giảng: Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đây tất cả những địa ngục vừa kể đều là do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề Nam Thiện Bộ Châu làm điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế. Bởi các chúng sanh này ăn ở bất nhân, làm ác tạo nghiệp nên cảm vời ra quả báo, và đó chính là những cảnh địa ngục kể trên. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di. Nghiệp lực của chúng sanh thì vô cùng to lớn, lớn đến cỡ nào? Lớn như núi Tu Di, có thể sâu rường biển cả. Nghiệp chướng của chúng sanh thâm sâu như thế nào? Sâu thẳm như biển cả vậy, có thể chướng ngăn thánh đạo. Tại sao chúng ta tu hành mà không thành tựu được đạo nghiệp? Đó là vì bị nghiệp lực cản trở, ngăn chặn con đường thánh đạo của chúng ta, khiến cho chúng ta chẳng thể tu thành thánh đạo. Vì thế, chúng sanh chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Quý vị đừng bao giờ xem thường điều quấy nhỏ, tác hại ít. Vì sao? Vì nhiều việc ác nhỏ dồn lại thì sẽ thành ra tội ác to lớn tày trời, tích tiểu thành đa. Tiểu ác mà tích lũy lại thì dần dần cũng trở thành đại ác. Quý vị đừng tưởng rằng tội ác mà nhỏ thì không có tội. Bởi sau khi chết đều có quả báo, dầu mày muốn đều phải thọ chịu. Nếu quý vị không dè dặt thận trọng thì sau khi chết sẽ phải thọ lãnh vô số quả báo, nhiều như số tóc trên đầu vậy. Dù chỉ phạm một việc ác nhỏ bằng hạt bụi cũng phải gánh chịu quả báo như thường. Chí thân như cha với con, mỗi người đều mỗi ngả đường khác nhau. Trên thế gian này, quan hệ giữa cha với con là thân thiết gần gũi nhất. Thế nhưng một khi đã ở trong địa ngục rồi thì cha cũng không thể vì phụ tử tình thâm mà chịu tội thay cho con, và con tuy hiếu thảo song cũng chẳng thể nào lãnh tội giùm cha mẹ được. Do đó mà nói là mỗi người đều mỗi ngả đường khác nhau, dầu có gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Cho dù cha và con gặp mặt nhau ở chốn địa ngục thì cũng không có ai bằng lòng chịu khổ thay cho ai.
Vì sao? Bởi vì tuy đã từng làm cha con với nhau ở chốn nhân gian, nhưng vào địa ngục thì ai nấy đều hiểu ra rằng đó chẳng qua chỉ là nghiệp chướng của đời trước, mà có khi lại là oan gia đối hít đầu cũng không chừng. Cho nên bị đọa vào địa ngục thì tội ai nấy chịu, không có ai bằng lòng chịu tội thay cho người khác cả. Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nói cùng Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Này tội nương oai lực của Đức Phật, mà lược nói những sự tội báo nơi địa ngục, mong nhân giả tạm nghe lời đó. Tôi ước mong rằng nhân giả sẽ tạm thời hoan hỷ lắng nghe những điều tôi sắp nói ra đây. Ngài Phổ Hiền đáp rằng: Tôi từ lâu đã rõ tội báo nơi tam ác đạo. Tôi vốn đã được biết về quả báo trong ba đường ác từ lâu lắm rồi. Cho nên dù ngài có nói hay không thì tôi cũng đã rõ cả. Song tôi chỉ e rằng các chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau sẽ chẳng có ai được biết về những tội báo đó. Vì thế cho nên tôi mong nhân giả nói ra để khiến cho tất cả chúng sanh ác hạnh trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà quay về với Phật. Những chúng sanh có tâm hạnh ác độc trong thời mạt pháp ở đời vị lai, sau khi được nghe ngài kể về các tội báo trong chốn địa ngục, ắt hẳn sẽ sanh lòng kính sợ, không dám làm việc ác nữa, và đều sẽ hồi tâm mà quy y Tam Bảo, quy hướng Phật giáo. Do đó tôi thiết tha mong mỏi nhân giả sẽ nói rõ về các tội báo ấy. Kinh văn: Ngài Địa Tạng nói rằng: Thưa nhân giả, về tội báo ở chốn địa ngục, việc ấy như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho trâu cày lên, hoặc có địa ngục moi tim người tội cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vạc nước sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt trụ đồng nóng đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục các bựng lửa đuổi theo người tội, hoặc có địa ngục toàn là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đổ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục toàn là loại chùy gai bay, hoặc có địa ngục có nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập ngực lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân, hoặc có địa ngục rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục toàn kéo la sắt. Lược giảng, Ngài Địa Tạng nói rằng: Thưa nhân giả, về tội báo ở chốn địa ngục, việc ấy như vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Ngoài những địa ngục kể trên, còn có rất nhiều địa ngục với tình trạng tội báo khác như sau. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho trâu cày lên, những người ưa huỳnh hoàng khoác lác, mắng nhiếc chửi bới hoặc nói lời gian dối điêu ngoa, thì sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục, mà ở đó tội nhân sẽ bị móc lưỡi ra bằng móc câu, rồi có con trâu kéo cày đi tới đi lui, cày bừa ngay trên lưỡi của tội nhân. Hoặc có địa ngục moi tim người tội cho quỷ dạ xoa ăn, lại có địa ngục trong đó tội nhân bị mổ ngực để moi tim ra, rồi có loài quỷ dạ xoa, tức quỷ dũng kiện hoặc quỷ tiệp tật, lấy ăn những quả tim ấy. Hoặc có địa ngục vạc nước sôi sùng sục nấu thân người tội, lại có loại địa ngục trong đó tội nhân bị thả vào nồi nước lớn đang sôi sùng sục. Hoặc có địa ngục đốt trụ đồng nóng đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, lại có loại địa ngục trong đó tội nhân phải ôm trụ đồng đang nóng nung cháy đỏ rực. Hoặc có địa ngục các bựng lửa đuổi theo người tội, lại có địa ngục trong đó tội nhân bị rất nhiều thứ lửa đuổi theo thiêu đốt. Hoặc có địa ngục toàn là băng giá, lại có địa ngục trong đó còn rét lạnh hơn cả băng giá, khiến cho tội nhân bị lạnh cóng và đông thành đá. Hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, lại có địa ngục trong đó chứa rất nhiều phân và nước tiểu dơ bẩn. Hoặc có địa ngục toàn là loại chùy gai bay, chùy gai hay tật lê, là một thứ chùy bằng sắt có hình thù như trái cam và chung quanh tua tủa những gai nhọn như mũi kim. Lại có địa ngục mà trong đó chỉ thuần một thứ chùy gai từ dưới đất vọt lên hoặc từ không trung bay đến, tùy bằng sắt thì chúng có thể bay được và cứ nhắm vào thân tội nhân mà đánh, khiến cho đầu, mắt, tai, mũi, miệng của tội nhân đều bị các gai nhọn đâm trúng. Hễ tội nhân đau chỗ nào thì liền bị chùy gai đập vào chỗ đó. Hoặc có địa ngục có nhiều giáo lửa hỏa thương này cũng chính là giáo đâm thông thương. Lại cũng có địa ngục có những ngọn giáo được nung nóng đỏ dùng để đâm vào thân thể của tội nhân và khoét thành từng lỗ có lửa bốc cháy, đồng thời xẻ ra những đường rãnh trên mình của tội nhân để thông gió. Hoặc có địa ngục chỉ đập ngực lưng, lại có địa ngục trong đó tội nhân chỉ bị đánh bằng trước ngực hoặc sau lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân, lại có địa ngục trong đó chỉ đốt tay hoặc đốt chân của tội nhân.
và có địa ngục rắn sắt quấn cắn. Lại có địa ngục trong đó có loài rắn bằng sắt quấn quanh người của tội nhân. Loài rắn sắt này là một loại trùng có rất nhiều miệng, toàn thân nó đều lởm chởm những cái miệng. Mỗi cái miệng trên mình rắn lại có thể nhả ra một con rắn nhỏ, và mỗi con đều có 12 cái miệng sắt. Những con rắn nhỏ này chui qua mắt của người tội để luồn lách vào trong cơ thể của người ấy, rồi lại từ nam căn hoặc nữ căn của người tội mà chui ra. Tội nhân bị chúng cắn xé, đau đớn thống khổ đến không thể nào chịu nổi. Tại sao lại phải chịu lại quả báo này? Bởi lúc sanh tiền, tội nhân sống hoang dâm vô độ, chơi bời trụy lạc, không tiết chế hết trường mực, cho nên đến khi đọa địa ngục thì phải gánh chịu quả báo như thế, thật là đáng sợ lắm thay. Hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, lại có địa ngục trong đó có loài ác quỷ xua chó sắt tới cắn tội nhân. Hoặc có địa ngục toàn kéo la sắt, lại có địa ngục trong đó tội nhân phải kéo con la bằng sắt. La thì cũng to lớn như ngựa, có lớn hơn lửa một chút. Kinh văn: nhân giả những quả báo như thế, trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ nghiệp đạo, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn thứ này là do các hành nghiệp cảm vời ra. Nếu nói rộng ra về những sự tội báo ở địa ngục, thì trong mỗi địa ngục còn có cả 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Này tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi đến mà nói sơ lược như thế, nếu nói rộng ra thì cùng kiếp nói cũng không hết được. Lược giảng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nói với Phổ Hiền Bồ Tát: thưa nhân giả, bậc đại sĩ nhân đức, những quả báo như thế, trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ nghiệp đạo, trong mỗi địa ngục đều có cả 100.000 vạn loại tội khí tạo nghiệp thọ báo khác nhau. Những khí cụ dùng để hành hình các tội nhân chịu quả báo ở các địa ngục đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Thế nhưng có phải thật là có đồng, sắt, đá, lửa không? Không phải, vậy là thế nào? Bốn thứ này là do các hành nghiệp cảm vời ra. Chúng sanh hễ trồng nhân gì thì gặt quả đó, gây nghiệp tội gì thì có quả báo tương ứng với nghiệp tội đó xuất hiện. Nếu quý vị tạo loại nghiệp đáng phải bị trừng phạt bởi khí cụ bằng đồng thì có ngục đồng xuất hiện. Còn nếu tạo loại nghiệp đáng phải dùng khí cụ bằng sắt để trừng trị thì quý vị phải chịu những thống khổ của ngục sắt, thậm chí cả ngục đá và ngục lửa cũng vậy. Nếu nói rộng ra về những sự tội báo ở địa ngục, thì trong mỗi ngục còn có cả 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Giả sử muốn nói rộng ra và cặn kẽ từ chi tiết về các tội báo ở địa ngục, như gây tội gì thì phải lãnh quả báo gì, ở trong mỗi ngục không phải chỉ có vỏn vẹn một thứ khổ sở thôi đâu, mà là có đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn thứ khổ sở khác nữa. Trong một địa ngục mà đã muôn vàn thứ khổ sở không thể kể xiết như thế, thì huống chi là trong nhiều địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: này tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi đến mà nói sơ lược như thế, nếu nói rộng ra thì cùng kiếp nói cũng không hết được. Nếu muốn giảng giải cho cặn kẽ thì dẫu có nói trong suốt mấy đại kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Hết phẩm thứ 5.